đầy đủ hết rồi cháu. Tìm mà không thấy. Dạ. Trời ơi, cô kiểm tra lại xem có thiếu gì không. Cô xem thử có thiếu cái gì không? Mất gì không? À, đầy đủ hết rồi. Cầm lấy, cứ lấy, đi. Cầm thôi, cầm nước đi. Cảm ơn cháu, cháu lắm rồi. Trời ơi, cảm ơn nha, cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn nha. Ngủ cho mà tốt nhé. Cảm ơn nha. Thank you.
đây nha. Mẹ ở đây nha. Thank you.
Em ơi, chị cho em thêm chai nước này này. Em đi bán vào cái khác thì em uống nha. Đã một chiều.
còn đâu để cô trở về? Trời ơi tội thế này. Trời ơi tội em bé quá. Trời nắng nôi này mà cứ đi lang thang. Thương quá. Bé này mà cứ đi lang thang này tội quá. Đi về nhà cô đã nhé. Đi về nhà cô. Nhà cô ở gần, gần ngay đây thôi. Đi. Có tiện. Không, không sao. Không sao, không sao. Đi, 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 đi. Không, 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 không sao, không sao. Cô còn đang chưa có cơ hội để cảm ơn lại cháu. Hôm trước cháu có trả lại cô cái ví mà. Nhá, đi, 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 đi. Đi, 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 lên đây con trở về. Không nhà không cửa giờ thì làm sao? Cháu cơm nha.
không? Cơm nha. Cơm đi. Cháu ăn cơm đi nha.